Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Sáng mấy anh em tiếp tục đi thăm câu nha các bạn. Câu cắm của mình hôm qua. Hôm qua mấy anh em ra đây cắm nướng cá nhậu ngoài này luôn. Hôm qua thất bại quá. Sáng nay không biết sao đây. Bà con à. Thăm bên đây trước anh Tài ơi. Hôm nay anh Tài đi thăm câu với mấy anh em thêm một buổi nữa. Chúc trưa anh Tài về nha các bạn. Tài xuống chơi với mấy anh em hai hôm rồi. Thì sáng nay đi thăm cái nữa tranh thủ chúc anh Tài về Sài Gòn luôn. Giờ mấy anh em lội qua cống thăm bên cô Đen trước nha các bạn. Nước đọc. Sáng nước lớn quá. Nhái nhảy cho luôn hả? Cái cần này nữa nè, chắc cá lóc tửng á. Cá cứng đó, cái cần hôm qua sửa mồi bữa nay công nữa hay không? Rồi đó, xảy mấy cá nhỏ nhỏ. Hôm qua ở trong này dính con cá nhỏ xíu. Lúc cần thì sư phụ ơi, nước còn không? Đẹp cái cần đó, quéo dưới luôn. Giờ không thấy đụng cá, đụng gì cái gì. Đụng cá đi trong. Cần cắm xuống dưới nước rồi. Còn cái lưỡi ra nè. Xảy luôn. Nước lớn thì cá nó dễ xảy lắm. Nó dính dễ xảy lắm. Quắn nè, quắn tóc kẹn cục luôn. Mất cửa luôn. Nãy giờ mấy cần lúc không à, không dính. Sáng nay chắc mấy anh em đi cuốn câu về rồi. Sáng nước mênh mông mà muốn lúc nửa cọng dây cần luôn. Đi cuốn câu đem về thôi. Qua bên Lý Thông nha các bạn. Thế mấy cần cũng đứng sững thôi à. Đây. Vô bên Lý Thông vô trong mấy cái hầm này. Được con ếch mà bị ngủ rồi bạn. Nghe nói bên kia có con cá lóc gì nữa. Đó, đó, bên đó có cá lóc. Ơi. Một em. Con này cũng không được bự nữa các bạn. Có đỡ hơn không? Bây giờ bay phóng lên. Đó. Đó. Lần này hết cứu rồi em ơi. Con hầm này được con ếch chứ con cá lóc. Ngoài sông hiu các bạn ạ. Sông hiu. Sông thấy đi bụi. Lưỡi móc một cái lên tới trên nãy luôn. Lưỡi này vô không ra được. Về thay dây luôn. Dây khác bạn. Sáng nay thấy hiu rồi nha các bạn. Đây được hy vọng trong hầm này được con là rồi. Ra ngoài sông mà thấy đi bụi rồi. Anh người đang cắm ngoài sông không có con nữa. Mấy cần ngoài sông này là thẳng thân hết. Cần nào như cần nấy. Đập lúc trên này ha. Rồi. Đập lúc mất tiêu nhái. Sáng lớn dữ thằng ông. Còn cần nữa, hai cần nữa hết rồi các bạn ơi. Bữa nay thất bại rồi, buổi sáng mấy anh em đi thăm thất bại.
có một con cá lóc với con ếch à. Rồi tối tính đâu thắt ca ai ngờ vậy mà còn đỡ ba con. Hồi tối mà thăm kiểu này là đi ăn muối luôn rồi. Nhậu nhậu cốc ổi miếng ghim luôn hả anh Tài? Tối còn hên. Vậy là tối còn hên ha. Anh biết quay là trống. Sáng nay chắc quá các bạn ơi. Anh như là lạnh quá cá không ăn các bạn. Lạnh quá cá nó chưa ăn. Để bên nữa tháng này là mấy ngày lạnh gì là không có đi con câu. Không, già già xuống chút dạ. Chừng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa là cắm nhất rồi. Thôi, giờ mấy anh em chạy về nha các bạn. Sáng nay thất thu rồi. Rồi, mấy anh em sáng đi thăm câu về. Thất bại các bạn ơi. Con cá lóc với con ếch chết. Nãy cũng mới đưa anh Tài về. Anh Tài chạy ra về Sài Gòn luôn các bạn. Giờ mấy anh em đang chuẩn bị sở cái dàn câu cá cha để đi thả câu nha các bạn. Nói chung đây cũng tính chưa có thả đâu các bạn ơi. Giờ tự nhiên cái lạnh quá lạnh cá chắc nó không ăn. Ăn yếu lắm. Tại chuối chín nè. Chuối mùi gục luôn à. Bây giờ buộc phải đi thả đây không thôi chuối nó hư hết rồi bạn. Thâm kim hết trơn luôn rồi. Mà trời thì lạnh, sợ cá nó không ăn. Thôi. Tự nhiên nó ghét, lên, chuối quá trời mùi rồi, thấy gì thôi mấy anh em đi thả luôn. Móc mồi đi thả. Cái này móc mồi xong xế mình đi thả nha các bạn. Chút nữa chắc mấy anh em đi cuốn mấy cái lợp bạn ơi. Cuốn lợp về đang dời đi qua bên cái chỗ mình cắm câu á. Bên đó thấy địa hình im quá. Giờ lạnh này cá nó không ăn, giờ phải đi đặt lờ với đặt lú này kia thôi. Rồi, giờ mấy anh em đi cuốn mấy cái lờ nha các bạn. Rồi, hôm nay mình bữa hổm mình đặt chuyến sau mình thăm mà chạy yếu quá các bạn ơi. Giờ mình đi thăm luôn. Giờ điểm mới được là đặt chỗ thấy không yên ha. Chưa khó về. Này mấy anh em cuốn hết mấy cái lờ mình qua bên cái chỗ mà mình cắm câu cá lóc các bạn. Mình đặt bên đó. À, bên đây giờ hết chạy rồi, mình phải dời về điểm mới được. Để chỗ hoài không có cá. Thấy không? Cái này bữa mình sót phải không? Không. Thôi rồi. À. Sót mình quay lên thôi. Chê cái sạc lô kiến. Mấy cây này gỡ ra luôn nha. Nó gọn. Mà gỡ ra tính nữa cây dài đang không biết cây nào. Chê nó cũng khó đổ. Chê với lô kiến khó ra, đúng không? Là chỉ có làm cái miệng nó là dễ lấy nhất. Gì đây sao lấy? Nó dai nó ra ngực. Cái đó bị lủng. Rồi có sót cái nào không nha? Chút này không có hả? Con cá lóc, cá chê, con cá rô luôn. Chút này có không? Không. Cái này được rồi, không chạy, cái này chạy nè. Ơi.
chai còn đổ ra. Lũ này ngập hết. Chê. Chê. Buộc cái lũ này lại lên trên này. Nước còn nằm dưới đó, nước ngập lên tới trên quá. Này kiếm ăn được. Chê. Dân câu thắt vụ lợi này. Cắm câu. Ừ quá không chịu ra luôn. Kẻ bá Uno. Tính chạy mới chạy yếu ha. Hai con lóc kiến. Con cá lóc nha bạn. Nãy giờ cũng được hai con cá lóc rồi ha, ngon hơn cắm câu ha. Ngon hơn. Cắm câu sáng có con một nè. Con nhỏ hơn con này nè. Chê. Hai ba con. Cá chèn luôn á vậy á. Có chèn luôn. Con luôn. Chê. Ừ, cá chèn, chê. Cá này dính mấy con luôn nha các bạn. 4 con. 1 lô. 1 bị. Trời ơi. Ký lô không hết. Mấy cá chèn, con cá rô. 5 con. 2 cá rô. 2 cá rô hả? 2 cá rô. 4 con cá chê. 5 con. 5 cái chê, 1 con cá chèn, 2 cái rô. Tổng cộng 8 con. Ủa ghê các bạn. Đồ gà em ơi. Đổ cái này bởi vì nó dễ hư cái dễ gắt cái hòm phải. Không? Gai. Có lóc không thì nó dễ. Rô chê cái là nó dính gai lại. Cái gương là cái ra ngược không, nó bung cái ấy nó ra dính mang dữ. Nó bùng cái mang ra nè. Lóc. Lóc hả? Yên nha. Đi dời lợp mà cũng bộn gạo ha. Kiếm được bộn gạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ hai cái rồi ta. Không? Hai cái gỡ phải không? Bốn. Ba cái gỡ. Ba cái gỡ năm. Năm mười. 15 mà trời mới phân nửa à. Đầy. Muốn đầy xuồng à. 15 ở nhà mình hết 3. 3, 18. Còn 12 cái. 12 cái nữa chỗ đầu chứa. Gỡ mấy cái này ra chứ. Gỡ cái cây này ra luôn đi thôi. Cái nào buộc thì thôi, cái nào không buộc gỡ nè. Chắc mới hết. Cây nào sọt đó, anh đưa lên. Con đây. Hả? Rô lô kiến. Khủng hoảng luôn. Trời ơi trời, cái này nó chạy. Cái chơi khủng không luôn. Con cái chơi khủng hoảng đực đằng luôn trời. Con nè. Trắng kìa. Nè, 6 con. 6 con. Sáu con một con chi trắng quá bự rồi, bạn ơi. Hết hồn con cái chi trắng. Chi trắng cỡ 400 gram có. Có à, 400 gram nửa ký luôn á, nó chê nặng lắm. Hết hồn được chưa? Một cái chê mà nó chịu chạy ghê thì chắc. Không nổi. Sao cái này nó chạy hoài ta? Không, cái này là trước không có chạy à. Cái đợt em với anh đang đi thăm không kìa, đi thăm không á, không có quay á, để một cái 5-6 con á. Còn cái đợt sau mình đi thăm không có con lắc không con chi à, vô mấy anh bự này dễ bị quá trời nữa, dễ cũng chị trắng tới tiền cho chị trắng chứ con mầm bây giờ mình bắt cái xong này biết bao nhiêu ký chị trắng mà nói tôi không câu không 4-5 ký lô là không giờ mình bắt cũng mấy chục ký cá chị trắng rồi. Con đậu này mấy trăm mét thôi tin ra dùng mình chị trắng ốc nổi chưa trắng rồi mà. Mấy bữa trước mấy anh em này dàn câu là hai buổi là tới gần 5 ký lô chưa trắng này rồi. Còn thăm lò không dài là lần 3-4 ký. Đêm này không có nhắc một cái là no luôn. Vậy á. Ờ, bên chỗ cái lò này mình đem vô chỗ cấm câu này mình nhắc. Có xảy đồ nhiều. Chơi này nướng một cái mỡ xèo 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 luôn. Cái này chút quá rồi. Ờ, cái này kìa. Lũ đầu, gách, đâm gách. Bị lũng cái hôm đó rồi. Lũng hôm. Nó dướng cái đầu nó vô đó, chặt đó, nó chết luôn, nó lên gấp được. Cái hôm này, hôm lưới ly lông đó. Dễ quá. Dễ dính. Mà cái loại mềm này nó mới vô hay sao? Ta mới làm cái loại mềm. Rồi mình giá lại, mình kiểm tra lại hết nha mà. Giá lại với mình bắt cá đường miệng trên. Mai này thăm với mai thăm là xình. Quắc luôn. Rách hả? Cắn cái trên thì nó cắn lủng rồi. Chuột cắn quá. Đây là cá lóc bự tung. Này chắc chuột cắt trắng nè. Cắt trắng nè. Đây một em cá lóc nha các bạn. Mình còn sót nha các bạn ơi. Sót mấy cái quay lại kiếm. Dạ, quay lại kiếm từ cái sót tới 6 cái lọc nữa các bạn ơi. Có 30 cái à, bây giờ mới có 24 cái à.
anh em tới nhà nha các bạn. Mình chắc ba cái lọp lên bớt các bạn ơi, với nhiều quá. Giờ mình còn sót 6 cái nữa các bạn. Mình 30 cái à, mình đặt chiến trước hết luôn, cái đầu mình cuốn về. Mình cuốn về xong cái chiến mình đi trải nghiệm về mình đặt lại. À, bây giờ tới hồi đi kiếm còn có 24 cái, mất hết 6 cái à. À, không phải là mất mà là mình sợ mình bị lộn các bạn. Lộn chỗ đặt á, không nhớ á. Rồi tổng cộng là 26 cái nha các bạn. Mình còn 6 cái nữa. À, 24 cái, mình còn 6 cái nữa. Mình sót 6 cái nha các bạn. Thành quả mấy anh em được nhiều cá các bạn. Sáng thì thăm câu thất bại quá, vớt lại mới lời cá lóc này. Rồi cá lóc ngoài dính được mấy con cá lóc thôi. À, cũng còn cá lóc, còn như cá chê, không quá trời cá chê luôn. 4 cũng cá lóc. Mấy kg cá chê các bạn. 2 cái, 2 ký mấy nè. Bây giờ mấy anh em gom lên xong cái mình đi kiếm lại mấy cái lò kia nha các bạn. Lạc hết 6 cái à. Vậy thôi, video của mấy anh em buổi sáng đi thăm câu thất bại. Về giờ mình dỡ mấy cái lò này về mình giá sơ sơ lại xong cái mấy anh em qua bên chỗ cắm câu mình đặt lại nha các bạn. Video của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Cắm câu thất bại quá.